các bác ạ, giờ mà muốn dùng màn hình liền cam hàng trôi nổi trên thị trường ấy, cỡ cũng phải từ 6 triệu. Xong rồi là cộng thêm công lắp đặt là 1,5 triệu này, công mặt dưỡng là 300k, rồi là sim 4G 150, USB 32GB 200k. Ôi dồi ôi, mới tính sơ sơ mà đã hơn 8 triệu rồi. Hàng thì kém chất lượng, bảo hành thì không uy tín. Như thế dễ rước bực vào người lắm. Thế cho nên ấy, em khuyên các bác nào mà đang có nhu cầu thì lựa ngay bộ màn hình liền cam Zetech Z18 360 chính hãng này ngay nhá. Bộ màn hình Z18 360 chọn bộ chỉ 9,5 triệu đồng, đã bao gồm công lắp đặt, tặng dưỡng, tặng sim 4G, USB Zetech, và có được tặng thêm bộ áp suất lốp trị giá lên tới 3,5 triệu đồng hoặc tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Zetech Z18 360 có hệ thống camera 360 độ sắc nét, giúp quan sát toàn bộ khu vực xung quanh xe một cách rõ ràng. Hệ thống cam 360 Zetech còn lưu hình được như 4 cam hành trình xung quanh xe đấy ạ. Zetech Z18 360 không những hỗ trợ lái xe an toàn mà còn có rất nhiều tiện ích thông minh. Zetech thì các bác cũng biết rồi đấy, đây là màn hình ô tô duy nhất đạt tiêu chuẩn xuất Mỹ, dịch vụ bảo hành thì vô cùng uy tín. Các bác hãy gọi ngay vào số hotline hoặc tới các đại lý chính hãng của Zetech để được tư vấn miễn phí về chiếc màn hình Z18 360 xuất sắc này nhé.